Xin chào các bạn. Thì đến nay chính phủ vừa mới ban hành một cái nghị định về công tác văn thư, đó là nghị định số 30. Nghị định số 30 2020 ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2020. Thì tại nghị định này cũng có khá nhiều điểm mới mẻ. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ chỉ đề cập đến một vấn đề, đó là thể thức văn bản. Thì tại cái nghị định này, thể thức văn bản cũng có những cái thay đổi mới. Thứ nhất, đó là căn lề. Thì lề trái là từ 3 đến 3,5 cm, lề phải là 1,5 đến 2. Còn lề trên và lề dưới là 2 cm đến 2,5 cm. Và điểm thứ hai, đó là cơ chữ. Thì cơ chữ là cơ quan ban hành là từ 12 đến 13, số cũng 12 đến 13, và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là từ 12 đến 13, còn độc lập tự do hạnh phúc là 13 đến 14. Thì cái dấu cách rồi dấu gạch ngang thì cũng như trước thôi, với lại địa danh ngày ban hành cũng thế, từ 13 đến 14 yên nghiêng. Và điểm thứ ba, đó là đánh số thứ tự trang. Thì cái này là cũng khá mới mẻ, đó là yêu cầu chỉ được phép đánh số thứ tự trang từ trang thứ phía trên, tức là phía lề trên đây, như ở đây trang đầu và trang thứ hai cũng là ở trên, và yêu cầu là trang đầu sẽ không được hiển thị, vẫn đánh từ trang số 1 thứ 1, số thứ nhất là số 1 trở đi, nhưng mà không được hiển thị ở trang đầu và chỉ được hiển thị ở trang thứ hai, và đây được hiển thị ở trang thứ hai là số 2. Thì ở cái phần này rất nhiều bạn sẽ khá lúng túng, không biết là phải làm thế nào để đánh dấu được từ trang thứ hai trở đi mà trang thứ nhất phải ẩn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh số thứ tự trang cho đúng với yêu cầu của Nghị định 30. Đây, đây là cái văn bản tôi đã soạn sẵn từ trước kia rồi, và đây cỡ chữ cơ quan ban hành thì tôi đã lấy cỡ chữ 13. Dòng chữ Cộng hòa tôi cũng đã lấy cỡ chữ 13. Độc lập tự do hạnh phúc tôi cũng đã lấy cỡ chữ 14. Như vậy trước giờ tôi vẫn dùng thế này, thì cái này tôi không thay đổi nữa. Thứ hai là về căn lề. Căn lề thì tôi chưa đúng lấy đúng, và bây giờ tôi sẽ căn lề phía trên 2 cm. Đây, phía phải là 3 cm là tôi vẫn lấy đúng rồi. Và đây dưới còn 1 thì tôi sẽ chỉnh lại thành 2. Và đây phía phải thì hiện nay đang là 2 thì tôi sẽ giảm xuống thành 1,5. Như vậy là ok. Lề là tôi đã lấy đúng, lấy xong. Bước tiếp theo là đánh số trang. Thường thì chúng ta sẽ vào insert và page number. Phía trên chúng ta sẽ điền đây, lấy ở lề trên ở điểm giữa. Như vậy là chúng ta đã đánh dấu trang được từ trang 1, và chúng ta sẽ xem kết quả. Đây là trang 1, trang 2. Nhưng mà làm thế nào để cho trang 1 này nó bị ẩn? Thì chúng ta sẽ tiến hành bước sau. Chúng ta đặt con trỏ ngay vị trí đầu của trang thứ hai. Đây, vị trí đầu trang thứ hai. Sau đó chúng ta vào page layout, tìm đến brick, bấm vào đây, chúng ta chọn next page, xong chúng ta sẽ tích đúc vào phần lề trên hoặc lề dưới đều được, và tôi sẽ tích đúc vào phần lề trên của trang thứ hai. Như vậy là đã chia ra được hai cái section đây, section 1, section 2. Thì cái này là để ngăn hai cái này độc lập lại, không cho nó liên kết với nhau nữa. Đấy. Bước này chúng ta sẽ nhìn thấy tại vị trí này, cái link to previous sẽ lên màu vàng và chúng ta sẽ bấm vào đây. Như vậy là đã hoàn thành, không cái này không hiện lên màu vàng nữa. Sau đó chúng ta sẽ tích đúp ra tại cái nội dung văn bản. Sau đó chúng ta kéo lên trang thứ nhất và chúng ta nhìn thấy
lại tích đúc vào phần lề trên. Sau đó chúng ta tiến hành xóa đi trang số 1. Tích đúc trở lại. Thì đây, trang thứ 2 vẫn thấy từ số 2. Còn trang 1 đã ẩn rồi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Trang số 2, trang 3, trang 4. Đây, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc đánh số trang mà chỉ hiển thị từ trang thứ 2 trở đi. Đấy, như vậy là tôi đã hoàn thành cái bài hướng dẫn về đánh dấu trang. Chúc các bạn thành công.